Em vừa xem cái clip thấy bảo cái bác nào bác cái đăng clip bác bảo là em chơi với chị Thảo Marco. Em xin đính chính ạ. Em không chơi với chị Thảo Marco ạ. Em đâu phải đầu gấu đâu mà em chơi với chị Thảo. Ơ hai, các bác cứ giật tít làm gì, kêu lên là có quan hệ mật thiết với cả Jelly Phương không ạ? Em đính chính nhá, không có nhá. Em là người hiền lành, các bác đừng có đăng như thế chết em. Em không chơi với chị Thảo dằn di giết ở đâu nhá. Không nha, khổ lắm. Bên khẻ đấy chẳng qua là nó không hiểu biết luật pháp đâu. Bên khẻ đấy là nó cũng không có camera đâu. Đấy nhá, cháu nên nhớ này này. Cháu khẻ phải đúng phải chú thôi. Chú không mở bật lại. Chú sẽ gì ạ? Trước tiên là chú sẽ video này. Chú đứng ở trước cam này, chú trách này. Chú không cần mở một cái gì cả. Mai bắt đầu là xác định là cháu là một là trốn đi. Vừa đâu? Mang hung khí ra người cố ý, cố tình mang.